Thưa quý vị, sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải hiện nay trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng gồm 10 chi bộ và một đảng bộ bộ phận với tổng số đảng viên là 171 đồng chí. Trong năm qua, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã kịp thời tham mưu đề xuất thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm bức xúc về giao thông, vận tải trên địa bàn. Các lĩnh vực hoạt động của ngành cơ bản ổn định, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành đạt nhiều kết quả tích cực. Sở chủ động xây dựng các đề án giải pháp phát triển giao thông vận tải thành phố theo hướng bền vững, tập trung đô đốc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư của các công trình, dự án trọng điểm của thành phố, quản lý bảo trì hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cả về ba tiêu chí. Qua nghe báo cáo, ủy viên trung ương đảng, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của ngành giao thông vận tải thời gian qua, nhất là trong công tác xây dựng đảng, cũng như tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, xem công tác xây dựng đảng là tiền đề quan trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, ủy viên trung ương đảng, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh cần tập trung nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra giám sát để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vi phạm của mỗi cán bộ đảng viên. Như công chí biết rồi, ngành giao thông luôn là một cái ngành hết sức là nhạy cảm và tôi nghĩ tiềm ẩn rất nhiều các cái vi phạm. Do đó là tôi đề nghị là công chí phải tập trung làm tốt. Trong đó công chí phải xác định rất rõ và tôi cũng đề nghị là đảng ủy các cơ quan thành phố phải kiểm tra cái việc này là chúng ta trong năm nay là tập trung vào công tác kiểm tra giám sát nhưng phải có trọng tâm trọng điểm đó là ở các cái lĩnh vực các cái bộ phận nhạy cảm dễ phát sinh ra các cái vi phạm để chúng ta ngăn chặn phòng ngừa. Trước yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới hiện nay, ủy viên trung ương đảng, bí thư thành, thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị sở so giao thông vận tải thành phố cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống giao thông thông minh vì đây là thành tố rất quan trọng để xây dựng tổng thể đô thị thông minh Đà Nẵng. Tuy thời gian qua thành phố đã dành nhiều nguồn lực để phát triển lĩnh vực này, nhưng kết quả đạt được so với kỳ vọng đặt ra vẫn còn nhiều hạn chế. Các ông chí nhớ cho là trong thành phố thông minh thì cái thông minh đầu tiên đó là phải là giao thông. Các ông chí ạ, chúng ta cứ bảo là chúng ta là thành phố thông minh nhưng mà giao thông là những cái trước mắt cụ thể mà chúng ta không làm được thì chúng ta không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ. Mặc dù có triển khai rồi nhưng mà cái yêu cầu để đạt được một cách nó tối thiểu thì tôi nhắc lại là cũng chưa đạt được. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nỗ lực hơn trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu đơn vị, nhất là việc tham mưu, đôn đốc kiểm tra và giám sát tiến độ và chất lượng các công trình, gián giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố như các bãi đổ xe dán cải tạo nút giao thông phía tây cầu trần thị lý dán đường vành đai phía tây